trong đời sống hàng ngày thì nguồn nuôi một chiều rất cần thiết cho mọi thiết bị điện tử. Tuy nhiên, khi mà sử dụng nguồn nuôi một chiều thì nguồn cung cấp của chúng ta lại là nguồn nuôi xoay chiều. Chính vì vậy, còn phải có những thiết bị để biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều ấy 50 Hz từ mạng điện công nghiệp. Và chính vì vậy cũng như vậy mà muốn có được điện áp ra bộ nguồn ổn định thì còn phải thiết kế thêm nhiều các mặt công áp nữa cũng dài. Được chưa kể là các cường sóng do ta dùng điện tán dẫn gây ra thì chúng ta còn phải có bộ mặt lọc thông tốc để san bằng các cường sóng này. Một mặt khác thì chúng ta cần phải có một cái đây là cái sơ đồ của cái mặt cái nuôi câu á, cái sơ đồ của nhầm đó là mình nhầm sơ đồ của nguồn nuôi chỉnh lưu đơn giản, nó bao gồm 3 khối điện áp, chỉnh lưu và mặt lọc. Với 3 khối này, đó là 3 khối đơn giản. 3 khối này bao gồm điện áp là biến đổi dòng điện xoay chiều lối vào thành dòng điện xoay chiều lối ra có biến đổi cần thiết. Còn riêng mặt chỉnh lưu nhiệm vụ của nó là chuyển điện áp xoay chiều ở bên thứ cấp, biến áp bên thứ cấp giá thành giá một chiều có biến đổi mắc mô. Còn riêng mặt lọc thông thấp này thì sang bằng các mắc mô là dòng điện chúng ta qua cái chỉnh lưu mà dùng yếu tán dẫn ấy, thì nó có gợn sóng do biên độ gây ra bởi sự biến đổi giá trị của nó của nguồn điện xoay chiều ấy. Cho nên nó cần có một cái bộ lọc thông thấp để sang bằng cái gợn sóng đi. Sang bằng cái gợn sóng. Đấy. Mà để mà có được cái sơ đồ khối có nguồn nuôi có nguồn áp ấy, thì nó lại trải qua nhiều thành phần nữa. Nó có thành phần này chính là thành phần nguồn nuôi đây là thành phần chỉnh lưu, rồi tiếp đến nó đến là mặt nguồn áp, rồi tiếp đến nó lại mặt lọc nữa, rồi mới đến tải. Đây là cái sơ đồ của dạng sóng nguồn tín hiệu ra. Ở đây nó dao động UMAD, chạy lên UMAD rồi nó xuống UMIN, vân vân, nó gợn sóng, nó có những cái gợn sóng. Và để có những cái gợn để mà chạy theo thời gian thì theo thời gian thì nó có UR nó biến đổi như thế này. Và độ chênh lệch giữa điện áp lớn nhất và điện áp nhỏ nhất, tỷ lệ với điện áp ra trung bình nhân với 100% chính là cái hệ số gợn sóng, chính là hệ số gợn sóng của nó. Quay trở lại cái này thì nguồn chỉnh lưu đơn giản thì nó như thế nào. Nguồn chỉnh lưu đơn giản nó bao gồm cả cái cố chỉnh lưu đơn giản, nó bao gồm bao nhiêu này, có ba đây thêm một cái nữa là mặt nguồn áp, có thêm một cái nữa, nhưng mà về cơ bản thì nó cũng có ba thành phần chính là biến áp, chỉnh lưu và mặt lọc. Và nó qua quá trình thì nó biến đổi cái hàng như thế này. Cái này là U1, U vào đây, giả sử U vào ở đâu này là U1 thì U ra đây là U2, sau khi nó qua một cái áp nó là U2. Nếu mà U2 lớn hơn U1 thì là đó là tăng áp, còn nếu như mà U2 bé hơn U1 thì nó là hạ áp. Và thông thường
cái u bào á, tức là u một ấy, nó nằm trong khoảng là 110 V, 220 V là nó là 5 m, là 5 m. Cái khối chỉnh lương này, khối chung này, nó có nhiệm vụ là, nhắc lại lần nữa, là nó chuyển nguồn sang chiều thành một chiều, và cái tiếp đến cái khối nó mạch lọc, lưu nó mạch lọc rồi là để giảm độ, nó giảm cái độ gợn sóng của nguồn tín hiệu. Các thiết bị có nguồn mạch chỉnh lương, ví dụ như là TV, radio, v.v. Ví dụ về mạch chỉnh lương, đây là huyết áp, nó trải qua các con diode, và diode này nó đóng vai trò là mạch chỉnh lương, và nó đến mạch lọc chính là cái tủ lọc này. Còn cái chỉnh lưu chính là cái cầu diode, và biến áp chính là biến áp đang nguồn vào của chúng ta. Biến áp, chúng ta là quay lại biến áp, cái khối biến áp này thì nó như thế nào? Khối biến áp này là một cái khối biến áp gồm hai cuộn là sơ cấp và thứ cấp. Sơ cấp ta tạm gọi nó là có số vòng là N1, và thứ cấp nó có số vòng là N2. Thì cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp nó có quan hệ như sau. Quan hệ là nếu cuộn sơ cấp B1, giá trị của nó được tính bằng cách là B1 mà tính đây nó quá trời này, cái lớn này. B1 sẽ bằng U1 nhân với Y1 là công suất của nó, B2 nó bằng U2 nhân Y2 là hiệu suất biến áp, nó sẽ bằng tỷ lệ giữa của công suất của cuộn sơ cấp và công suất của cuộn thứ cấp. Đây, B1 sẽ bằng U1 nhân cho Y1, B2 sẽ bằng U2 nhân cho Y2, và hiệu suất của nó ta tạm gọi là M sẽ bằng là B1 trên cho B2, B2 trên cho B1, B2 trên cho B1 là tức là tỷ lệ của thứ cấp chia cho của sơ cấp, thì nó ra hiệu suất của nó. Hiệu suất tương đối nó thường là lớn, thường là trên 90%. Thực tế thì người ta hay dùng biến áp để truyền tải năng lượng, và cũng chính vì vậy ta tính được dựa trên cái 1, 2 và 3 này, 1, 2, 3 này, thì người ta có thể suy ra được U1 trên cho U2 bằng N1 trên N2. Ta dễ dàng thấy được tỷ lệ của hiệu như thế, nó tỷ lệ thuận với tỷ lệ của cái số bằng của nó. Chính vì vậy mà trong trường hợp nào biến áp nó lý tưởng, trong trường hợp nào biến áp nó lý tưởng, đó là trong trường hợp mà N nó bằng 100 trăm, N nó bằng 100, M ví dụ trên đấy, M nó bằng 100 trăm. Thì nếu mà bằng 100% thì B1 bằng B2 thì ta sẽ suy ra được là ta sẽ suy ra được chỉ là suy ra được là U1 trên cho U2 sẽ bằng Y2 trên cho Y1. Như vậy hiệu điện thế và cường độ dòng điện tỷ lệ nghịch, nó không tỷ lệ thuận với nhau, giống như số học. Và biến áp, nhắc lại một lần nữa là biến áp là dùng để biến đổi điện áp, nó dùng để biến đổi điện áp chuyển sang cái khối đây. Đây là cái mặt ngoài thực tế, bao gồm cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp thì có thể là
cụ sơ cấp là cái vòng dây này, cụ thứ cấp chính là cái lõi của nó, cái lõi thép của nó, và trong thép nó lõi thép nó có từng thông, dòng điện được đi qua đây, IB, UB, NF, NB. Mà thông thường người ta cái chiều là N1, N2. Lại viên còn nhớ có biến áp là gì à? Còn nhớ ở có biến áp này là gì? Trong trường hợp mà không lý tưởng thì U1 và U2 nó bằng N1 thêm cho N2. Được phát biểu nghĩa là tỷ lệ của hiện diện thế của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp nó bằng tỷ lệ của số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Còn trong trường hợp mà nó không lý tưởng thì U1 và U2 này nó tỷ lệ nghịch với dòng điện I2, I2, I1. Chuyển sang mặt tiền lương nửa chu kỳ. Mặt tiền lương thì tiền lương có hai loại: tiền lương nửa chu kỳ và tiền lương cả nhà hai nửa chu kỳ. Mặt đây là mặt tiền lương nửa chu kỳ, nó bao gồm một con diode đây. Mặt tiền lương nửa chu kỳ chỉ có một con diode thôi. Con diode này làm là nhiệm vụ là tiền lương của nó, tiền lương dòng điện. Diode là con diode này nó sẽ tạo ra các diode bán dẫn này nó sẽ tạo ra cái đường sóng biến độ, gây ra sự biến độ giá trị, biến độ giá trị tức thời của nguồn điện áp xoay chiều, nên cần phải có một cái bộ lọc. Chính vì vậy mà ion có đường sóng còn bộ lọc, lọc thông thấp để nó sang bằng cái đường sóng đi. Nó là sự ghép lại giữa một cây biến áp và một con diode, một cái điện trở mặt sóng của nó là sóng hình sin. Y của nó là mặt sóng của nó là hình sin, u nó là hình sin, và cái dòng điện của nó cắt đi nửa dưới dạng dòng điện trên lưu, cắt đi nửa dưới, và còn dạng của nó là dạng biến thiên của điện áp là nó hình dạng như này. Điều này chúng ta thấy được điều gì? Chúng ta thấy được điều gì? Khi U mà nó lớn hơn không, U lớn hơn không, thì anode của con diode này và cathode của nó lớn hơn cathode, cho nên cái U của cái con diode này mở làm cho lớn, cho nên là có dòng nó đi qua con diode này. Nghĩa là lưu thông mở thì có dòng đi qua diode đấy, và nó đi qua cái trở này thì chúng ta gắn vào nó là cái đèn hoặc là cái gì đó, trở là cái dòng hấp thụ của nó. Còn trong trường hợp U mà gắn không, U này là U AK con diode đấy, U U sẽ bằng là U con diode này sẽ bằng là UA trừ cho UAK sẽ bằng UA trừ cho UK. Đấy. Thì nó khi mà nó bé không thì nó đóng cái con diode này, nó đóng cho nên không có dòng đi qua, nghĩa là dòng nó bằng không. Một điều nói thêm nữa đó là tiền lương nửa chu kỳ, một pha nửa sóng với tải tính là dung, với tải tính dung. Rồi cái xe này có nhiệm vụ là gì? Xe này có nhiệm vụ là nó lọc cái nửa sóng, dòng điện sẽ đi từ đây qua đây. Trong trường hợp U lớn không, U AK lớn không, đi qua tải RB
QF lúc này sẽ có dạng là một hành trình. QF sẽ có dạng hành trình. Tiền lưu nửa chu kỳ. Tiền lưu nửa chu kỳ ta còn đây. Tiền lưu một nửa chu kỳ bao gồm là, nên nhớ là nó có một yếu, có thể có một con độc lập, một nguồn nuôi được ghép với nhau theo sơ đồ trên. Cái u không này chính là cái u mà ổn định của nó. Đây, sau khi ta lọc ra và lúc bây giờ theo theo sự tăng của omega t thì US nó biến đổi theo hình dạng sóng hình sin. Mặt tiền lưu hai nửa chu kỳ. Mặt tiền lưu hai nửa chu kỳ là mặt tiền lưu có hai bộ tiền lưu, ghép hai bộ tiền lưu lại với nhau. Nó ghép hai bộ tiền lưu lại với nhau, bao gồm là nó ghép bộ tiền lưu UT và UB lại với nhau. Bao gồm nó ghép UT và UB lại với nhau. Mặt tiền lưu hai nửa chu kỳ thì có chung DT và dòng điện D, nhưng điện áp được đặt ra là ngược pha nhau, ngược pha nhau. Để tạo ra hai điện áp này, ta dùng điện áp đảo pha.